nhiều ông bà anh chị em vẫn chưa biết được một số những công việc mà Chúa Ngài đã thực hiện thông qua hội truyền giáo Thái Tử Toàn Cầu. Và quý vị có thể thấy mặc dù chúng ta nhỏ tại đây nhưng mà thật sự chúng ta không có nhỏ đâu quý vị. Tôi xin chia sẻ cho quý vị một số những hình ảnh về những công việc Chúa mà Ngài đã thực hiện, đã kêu gọi hội thánh của chúng ta đã thực hiện. Và những cái công việc đó vượt quá tất cả những sự suy tưởng trên mỗi đời sống của chúng ta. Một trong những điều đầu tiên mà Chúa lúc nào cũng kêu gọi chúng ta đó là mở mang hội thánh của Chúa. Và chúng ta đã mở hàng trăm các hội thánh khác nhau thông qua sự cộng tác cùng với các hội thánh địa phương. Những hội thánh đó không thuộc vào hội thánh của chúng ta, nhưng mà chúng ta cộng tác để cùng nhau huấn luyện các nhân sự mở mang hội thánh và mở ra các hội thánh để rồi các hội thánh đó cũng trở về các hội thánh địa phương của họ. Rồi chúng ta cũng cảm ơn Chúa những cái vấn đề huấn luyện lãnh đạo đó thì chúng ta làm rất là nhiều từ Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Phi Châu và nhiều các vùng châu Á khác nhau nữa. Chúa đã sử dụng chúng ta đã thực hiện những công việc huấn luyện nhân sự, huấn luyện lãnh đạo và đặc biệt là trường Thánh Thánh của chúng ta cũng cảm ơn Chúa. Cũng hiện tại là cũng chúng ta đã có hàng trăm các sinh viên đã tốt nghiệp ở trong trường Thánh Thánh AGB của chúng ta. Và trong những năm qua thì mặc dù chúng ta đang có cái mùa Covid cho nên chúng ta chuyển qua vấn đề là huấn luyện nhân sự. Cho nên quý vị có thể lên YouTube hoặc là Facebook thì quý vị có thể tìm cái từ ngữ đó là huấn luyện nhân sự GMV thì quý vị sẽ thấy cả hàng ngàn các video huấn luyện ở thành đó. Và bắt đầu từ tháng 1, tháng 2 của năm tới thì mạng xã hội của chúng ta, xin lỗi, cái online education, cái chức năng mà dạy học ở trên mạng của chúng ta sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động. Mặc dù chúng ta chậm tí xíu nhưng mà cái hệ thống của chúng ta rất là mạnh và chúng ta sẽ cầu nguyện hàng trăm ngàn các sinh viên sẽ được huấn luyện từ các mục vụ mà Chúa đã dành cho mỗi đời sống của chúng ta. Và hơn thế nữa thì những công việc truyền giáo ở tại địa phương cũng rất là nhiều. Lúc trước khi mà tôi chưa bị mắc bớ và chưa bị trục xuất đó thì cứ mỗi một năm chúng tôi tổ chức những truyền giảng như thế này 250 buổi quý vị, chưa nói đến những chiến dịch truyền giảng ở tại nước ngoài ha. Ở tại nước không đó là 250 buổi truyền giảng khác nhau cứ mỗi một năm như vậy. Cho nên cái hội thánh của chúng tôi mở ra rất là nhanh bởi vì thông qua sự kết nối của các hội thánh địa phương cũng như mở mang công việc của Chúa, chúng tôi đã mở mang và các ban truyền giáo của chúng tôi 400 sinh viên cứ liên tục là đi truyền giáo và cứ một đội truyền giáo là khoảng 20 người, quý vị có tưởng tượng là biết bao nhiêu rồi. Cho nên chúng tôi đã đi khắp nhiều và không dám nói đi hết tất cả 661 thành phố ở tại nơi quốc gia đó, nhưng mà hầu như chúng ta đã đặt chân, bàn chân của chúng tôi đi rất là nhiều, đội ngũ của chúng tôi đi rất là nhiều, cho đến khi tôi bị mắc bớ và bị trục xuất. Và bên cạnh đó những công việc đó là từ thiện thì Chúa cũng ban phước cho chúng tôi rất là nhiều. Rồi những cái chuyến truyền giảng như thế này tôi có thể kể cho quý vị biết rất là nhiều. Rồi bên cạnh đó là công việc truyền giảng, những công việc truyền giảng ở tại các nước ngoài. Và cảm ơn Chúa, chúng ta là một trong những rất là ít những người được Chúa kêu gọi, người Việt á, tôi nói người Việt là người Việt của mình, một trong rất là ít những người Việt tự đứng ra tổ chức những chiến dịch truyền giảng ở nước ngoài, rất là ít, cho nên nói rất là ít. Và nếu mà tổ chức những quy mô lớn á thì có lẽ cũng càng ít hơn nữa. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa đã cho chúng ta đi từ Tây Châu cho đến Đông Châu, Đông Phi Châu đó, tổ chức từ nước này qua nước kia và qua cả Á Châu thì có nhiều người Việt Nam chúng ta cũng đã tham dự ở đại hội Á Châu ở tại Thái Lan, chúng ta cũng đã tổ chức ở tại Thái Lan những buổi truyền giảng, những cái buổi đại hội ở tại Israel và trường Thánh Thánh của chúng ta tại Việt Nam. Chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa ngài chúc phước để chúng ta sẽ càng có nhiều sinh viên hơn nữa, rồi những cái buổi đại hội ở tại Hồng Kông, rồi ở tại Miến Điện chúng ta cũng có những chiến dịch truyền giảng đại hội ở tại Ấn Độ. Chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng tôi đi rất là nhiều những khu vực khác nhau để tổ chức những chiến dịch truyền giảng, hàng ngàn, 10.000 người, 20.000 người. Và ở tại Pakistan là ở tại đây là gần 60-50 cho đến 60.000 người. Và lúc bây giờ ở trên mạng đó, xin lỗi, ở trên TV là họ xem và hơn 40 triệu người đã xem chương trình của chúng ta ở trên chương trình của đài truyền hình Pakistan. Và cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta đi rất là nhiều những cái nơi khác nhau, rồi ở Hồng Kông, Thái Lan hay là bất cứ nơi nào đó. Rồi chúng ta cũng tổ chức rất là nhiều, và khi mà tôi đến tại đây thì Chúa cho chúng ta tổ chức những cái hội chợ mùa hè, rồi chúng ta cũng tổ chức nhiều cái Global Charity and Mission ở tại Anaheim Convention Center và nhiều những cái công việc khác nhau nữa. Và bắt đầu năm tới này thì chúng ta sẽ có còn nhiều những cái mục vụ sẽ được mở ra hơn nữa bởi vì sự cầu nguyện của quý vị.
bởi vì sự gắn bó của vị, bởi vì sự cộng tác của vị. Cho nên mặc dù chúng ta chỉ mới bắt đầu ở tại đây chẳng bao lâu thì tôi bị trục xuất và đến ở tại đây, nhưng mà cái khải tượng chuỗi ban chúng ta không phải là nhỏ, và tấm lòng mà chuỗi ban chúng ta cũng không phải là nhỏ. Và tôi thường chia sẻ và kết lệ với mỗi bà anh chị em đó là đừng có xem cái hội thánh của chúng ta lớn hay nhỏ, hãy xem tấm lòng của chúng ta lớn bao nhiêu. Thứ nhất. Thứ hai, hãy xem cái khải tượng mà Chúa ban cho chúng ta lớn bao nhiêu. Cái thứ hai. Điều thứ ba quan trọng hơn hết đó là hãy xem Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng vĩ đại đến bao, và quý vị thấy Chúa càng vĩ đại đến bao thì công việc của Chúa càng phát triển, càng mạnh mẽ, càng chúc phúc muôn dân khác nhau. Amen. Và đó là những điều mà chúng ta sẽ hướng đến. Quý vị sẽ thấy bắt đầu tháng tới thì chúng ta sẽ cho đài truyền hình của Thái Tử hoạt động lại. Lúc trước chúng ta cũng có đài truyền hình ở tại đây mà dịch xong là chúng ta cũng xong phải đóng cửa, nhưng mà bây giờ chúng ta lại có nguyên cả một cái hệ thống của chúng ta. Và xin thưa với quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng tôi có thể mở tới hàng ngàn các kênh khác nhau ở trên hệ thống của mình, chứ không phải là chỉ vài kênh thôi quý vị. Và chúng ta đang hướng đến 200 ngôn ngữ mà chúng ta sẽ mở 200 kênh truyền hình. Đó là bước đầu tiên của chúng ta quý vị. Chúng ta sẽ mở rất là nhiều cho các sắc tộc, các kênh, các sắc tộc. Và ngày hôm nay cảm ơn Chúa, thông qua 3 năm mà chúng ta đã trải qua những sự khó khăn, 3 năm chúng ta gọi là hơi bị trì trệ, 3 năm thử thách và 3 năm khó khăn, nhưng mà bây giờ mạng xã hội của chúng ta ngày hôm nay đã được thực hiện, và chúng ta đã có một mạng xã hội có thể sử dụng giống như nhiều chức năng, giống như Facebook, giống như YouTube, giống như Zoom, giống như LinkedIn, rồi còn nhiều chức năng nữa mà quý vị sẽ thấy, ví dụ như giống như đài truyền hình, đài phát thanh, rồi chúng ta cũng có online education và nhiều chức năng khác nữa và đem đến sự chúc phước cho cả người dân. Và đó là điều mà tôi sẽ chỉ chia sẻ ngắn gọn với tại đây, và chúng ta sẽ hầu việc Chúa ở trong vấn đề dân thiên. Chúng ta sẽ cùng nhau hát một bài hát và chúng ta sẽ cảm tạ Chúa thông qua sự chúc phước của Chúa và sự dữ dằn của Ngài. Và chúng ta sẽ mời vào một sự bỏ tình trạng dung sẽ cùng hát với chúng ta và bài hát này luôn ha. Bài hát mà chúng ta sẽ cùng nhau ngợi khen Chúa, mà chúng ta sẽ dâng lên cho Chúa tất cả những lời suy tôn, chúng ta dâng lên cho Chúa tất cả những sự ngợi khen, chúng ta dâng lên cho Chúa những điều quý giá trên cuộc đời của chúng ta dâng lên cho Chúa những phần vật chất của chúng ta để làm bên hiển cảnh của Ngài. We bring